Học Phật Pháp cần dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm. Các vị, tu đạo nếu không sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng tu đạo. Học Phật Pháp mà không nhận tội lỗi rồi sửa đổi thì cũng như chẳng học. Hành niên ngũ thập chi thời, nhi chi tứ thập cửu chi phi. Nghĩa là tu 50 năm rồi mới biết sai lầm trong suốt 49 năm qua. Người nhận biết được những điều sai lầm của mình trong quá khứ là người có trí huệ, tương lai tiền đồ sẽ sáng lạng. Nếu không biết được điều sai lầm trong quá khứ thì thật là hồ đồ vô cùng. Hễ mưu đồ cái hư danh thì liền bị khách trần làm cho mê muội. Những người như vậy thật là đáng thương. Chúng ta không nên gửi nhờ Phật tánh này nơi thân tứ đại vật chất, rồi chỉ biết truy cầu hưởng thụ mà không biết tu đạo. Vì sao lại bỏ đi cái chân chính để chạy theo cái hư vọng? Vì sao lại bỏ gốc để chạy theo ngọn? Là vì mình không biết phản tỉnh, có lỗi mà không chịu sửa, không nhận thức được tự tánh này là thanh tịnh vô nhiễm, chẳng chút trần cấu. Rồi chỉ vì không thể nắm bắt được tự tánh nên đành xuôi tay theo dòng nước đục, trôi theo trào lưu ô nhiễm, khiến cho tự tánh bị vần đục, bổn hữu trí huệ bị vùi lấp, thật càng khó mà minh tâm kiến tánh được. Chúng ta ở vạn Phật thành cần đem lòng dạ hoen lố vần đục này mà rửa sạch đi, để tự tánh quang minh xuất hiện, rồi dùng tâm chính đại quang minh để xử lý mọi việc, không thể dùng thủ đoạn để áp bức kẻ khác. Chúng ta cần phải nhớ rằng thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối, nghĩa là hễ là đạo thì tiến tới, không phải là đạo thì thối lui. Và phải biết trạch thiện nhi tồn, bất thiện nhi cải, nghĩa là chọn điều thiện mà giữ lại, điều xấu thì sửa đổi đi. Nếu được như vậy thì nhất định sẽ đạt tới địa vị hiền thánh. Nói chuyện với học sinh trường Dục Lương và trường Bồi Đức. Vạn Phật Thành ngày 23 tháng 9 năm 1983. Ngày hôm nay các bạn học sinh nhỏ tuổi lên diễn đàn nói điều tâm đắc, tuy các em nói ngắn nhưng rất có ý nghĩa. Có những em tuổi đời tuy nhỏ nhưng đã biết rằng nói láo là một hành vi gian dối. Hễ mình lừa người khác thì tương lai sẽ bị người khác lừa lại, đó là nhân quả tuần hoàn, là đạo lý của quả báo. Có em còn đọc thuộc lòng được bài Đại Đồng của Đức Khổng Tử, làm cho tôi rất hứng thú. Hy vọng các em người Hoa, người Mỹ, người Việt, người Miên, người Lào, tất cả đều có thể đọc thuộc lòng bài Đại Đồng, và không những dùng anh văn đọc được mà có thể dùng tiếng mẹ đẻ mà đọc được nữa. Hôm nay tôi cho các vị biết tin này, người tị nạn tới đây nếu là các em học sinh, thế ai muốn ở lại Vạn Phật Thành để học thì tôi hết sức hoan nghênh. Các em sẽ được học bổng miễn, song các em phải sinh hoạt một cách độc lập, cha mẹ các em có thể ở ngoài làm việc, còn các em thì ở trong Vạn Phật Thành để học hành. Đây là cơ hội khó kiếm được vậy. Thời gian còn đi học là vàng ngọc, bởi vì trí nhớ của mình còn tốt, bởi vậy đọc sách gì cũng nên học thuộc lòng thì mới không quên mất được. Khi còn đi học thì mình phải hết sức, nỗ lực, không nên ham chơi, không nên lãng phí để cho thời gian trôi qua. Người xưa nói rằng, nhất thốn quan âm, nhất thốn kim nan mãi, thốn quan âm. Nghĩa là, một tấc thời gian là một tấc vàng khó mua được, tấc thời gian. Các em cần phải ghi nhớ điều đó. Nếu các em không dụng công học hành thì tương lai tiền đồ chẳng có hy vọng lắm đâu. Các em học tri thức, học kỷ luật, học làm người, học làm sao trở thành người tốt. Thế nào là học làm người tốt? Tức là học đừng có nổi giận, đừng có tranh cãi với bạn bè, đừng tham cầu, thì đó là người học sinh tốt. Các em hãy nhìn xem, người đời ai cũng có lòng tham, ai cũng có điều sở cầu, và ai cũng có đủ thứ phiền não. Những thứ đó đều do tâm tham lam mà có. Tuy nhiên, cầu xin cũng phải cho hợp lý, không thể vọng cầu viển vông được. Không thể tham tiền, tài, bất nghĩa, không thể cầu cái phước mà mình chẳng có phần. Cũng đừng nên có tâm ích kỷ, tâm tự lợi. Phải lấy sáu tông chỉ của Vạn Phật Thành làm mục tiêu thì tương lai ra ngoài phục vụ xã hội, chẳng những không nhiễu loạn xã hội mà còn làm cho xã hội an bình nữa. Tôi hy vọng các em sẽ làm người chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, tương lai sẽ trở nên bậc xuất chúng, anh tài. Các em đừng nên học thói lỗ mãng, tác phong vô lại, ham ăn mà lười học, lúc nào cũng làm chuyện lôi thôi, phá rối xã hội.
Tôi cũng hy vọng các em đừng học thói hippie, đừng nên hút thuốc, uống rượu, xì ke, ma túy. Các em cần phải làm cho mình có kiến thức, học vấn sung mãn, thành kẻ có phẩm hạnh ưu tú. Ở tại Vạn Phật Thành, các em được dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, vân vân, học được các ngôn ngữ khác, đó là cơ hội rất hiếm có vậy. Các em đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy nỗ lực học tập. Từ đây về sau, sẽ định rằng mỗi chiều thứ sáu các em sẽ tới diễn đàn này để luyện tập diễn giảng. Các em đừng nên sợ hãi, hãy nói cho lớn tiếng và phải lý trực, khí tráng, nghĩa là luận lý cho vững, tác phong cho hiên ngang. Bởi vì thục năng sinh xảo, nghĩa là luyện tập thành thục thì trở nên tinh xảo. Luyện tập một thời gian lâu thì tự nhiên có thể nói thao thao bất tuyệt. Sau này các em sẽ thuyết giảng được những đạo lý cao thâm, trở thành những diễn thuyết gia mà mọi người nhất định sẽ phải hoan nghênh. Hiện tại là cơ hội để các em tập luyện. Hàng ngày, nếu các em có thể tuyên dương chân lý, nói như nước chảy, vấn đề nào cũng có thể giảng được, thì các em rất chóng trở thành những nhân tài để hoằng pháp. Đây là thời gian tốt đẹp nhất, rất khó gặp vậy. Các em đừng cô phụ lòng tôi. Cổ nhân nói rằng, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác châu. Nghĩa là, núi sách có nẻo, đường vào là siêng năng, biển học không bến, dùng gian khổ làm thuyền. Nếu các em có thể dùng tinh thần này mà dụng công học tập, thì tương lai nhất định sẽ có cống hiến lớn cho quốc gia. Quân tử biết cách tạo vận mạng. Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 10 năm 1983. Rất nhiều sự việc trên thế gian mình cho rằng tốt, nhưng bên trong thực sự có nhiều điều chẳng tốt phát sinh. Hiện tại bạn cho là hết sức vui sướng, nhưng tương lai có thể làm cho bạn thống khổ. Cho nên, nếu muốn tránh sự phiền não, không gì bằng chữ trung đạo. Trung đạo có nghĩa là không nhiều quá mà cũng không ít quá. Không có phiền não mà cũng không có vui thú. Sách Trung Dung có nói rằng, hỷ nộ ai lạc chi vị pháp, vị chi trung, pháp nhi giai trung tiếp, vị chi hỏa. Nghĩa là, vui giận buồn sướng khi chưa sinh thì gọi là trung, khi phát ra rồi mà giữ ở bậc trung thì gọi là hòa. Nếu hiểu đạo lý này thì bất luận làm gì mình cũng không thái quá, cũng không mê muội, không điên đảo. Cần phải biết rõ ràng, đen là đen, trắng là trắng, thiện là thiện, ác là ác. Phân chiết minh liễu thì mới không lẫn lộn thiện với ác. Những điều mà chúng ta gặp trong kiếp này đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Hiện tại muốn cải biến vận mệnh của mình thì cần phải tạo nhiều công đức. Có câu rằng, quân tử hữu tạo mệnh chi học, mệnh do ngã lập, phước tự kỳ cầu, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, người quân tử biết cách tạo vận mạng, mạng do ta làm, phước tự ta cầu, họa phước không có cửa, chỉ do ta chuốc lấy. Người học Phật nhất định phải nhận thức rõ ràng định luật nhân quả báo ứng, không thể tùy tiện tạo ác nghiệp, trồng ác nhân, cũng không được làm sai đạo lý nhân quả, vì thế phải mười phần cẩn thận, nếu chờ đến lúc thọ quả báo rồi thì hối hận đã muộn rồi. Lấy việc giúp đời làm trách nhiệm. Các vị cần phải lập chí lớn, làm chuyện lớn. Đừng nên nghĩ chuyện làm quan lớn để kiếm nhiều tiền, vì đó chỉ là riêng mình hưởng thụ, đối với thế giới nhân loại không có cống hiến gì cả. Mình phải nghĩ làm thế nào để xã hội được sung sướng, hạnh phúc, làm thế nào để lợi ích quốc gia, làm thế nào để lợi ích toàn nhân loại. Nghĩ như vậy thì mới là kẻ đại trượng phu, là bậc anh hùng hào kiệt. Các vị đừng ham muốn học làm thầy thuốc chỉ để làm giàu, rồi dù kẻ không có bệnh cũng cứ trích thuốc bừa bãi để kiếm tiền. Như vậy là sai với đạo lý nhân quả, tương lai sẽ đọa địa ngục. Đừng ham làm luật sư vì nghĩ rằng nghề này kiếm ra nhiều tiền, rồi chỉ cần được trả tiền, thì dù người có tội, mình cũng sẽ biện hộ cho hết tội. Nếu đem pháp luật biến thành trò hề, trẻ con, thì kẻ bị thua thiệt làm sao có chỗ để kêu oan. Cũng đừng ham làm nhà khoa học chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền mà phát minh những thứ vũ khí giết người, giết hại trăm ngàn vạn kẻ khác. Tiền là thứ làm hại con người, làm cho con người tàn sát lẫn nhau.
người thân biến thành sơ, anh em vì tranh giành gia sản mà biến thành cừu hận, thậm chí vì tiền mà con giết cha. Gần đây, ở Los Angeles đã xảy ra một chuyện con giết cha như sau. Có một ông nhà giàu tài sản lên đến 600 triệu đồng. Có lẽ ông ta đã kiếm ra tiền một cách không được chính đáng lắm. Y có hai người con, cả hai đều là thanh niên bất lương. Bởi vì tiền cho nên chúng đã mưu sát cha mình. Các vị coi đó, tiền là vật tốt sao? Chúng ta phải coi tiền như là phân, là đất, đừng nên bị tiền làm cho mê muội. Cũng không cần phải vì tiền mà nói láo. Mình phải biết an phận thủ thường, tận lực làm việc, vì nhân loại mà tạo điều hạnh phúc. Cho nên có câu, hy sinh tiểu ngã, nhi thành đại ngã. Nghĩa là, hy sinh cái tôi nhỏ bé này để thành tựu lý tưởng cao cả. Đó là chí nguyện vĩ đại, các vị hãy khuyến khích lẫn nhau. Ở trường, đầu tiên các em học sinh phải học làm sao để nên người, không nên học cách nịnh bợ, a dua, xảo trá. Mình không nịnh hót người khác, cũng không thích người khác nịnh hót mình. Phải học làm sao để có học vấn chân thật, biết cách lập ngôn, lập công, lập đức, trở thành bậc anh tài xuất chúng. Điều tôi nói với các em ngày hôm nay, hy vọng các em nhớ lấy, đừng để nghe tai này rồi lọt qua tai kia.